cần mỗi thời thầm. Thương em vì nói năng duyên dáng, thương nhau có năng tươi và năng có vương qua cả duyên hai cơ sẽ của tình. Thương anh dần trang cao tươi sáng, thương anh vì trái tim trung chân, thương nhau có núi cao làm tình có nước sông làm duyên hai sống cho ngày xanh, sống cho thương yêu như cánh dừa ngọt ngào, giữ cho tim ta như trái hồng đậm màu, sống cho duyên kia mãi mãi là thọ đầu, hát câu trăm năm tuổi thâm chẳng lạc màu. Thôn quê vườn lá xanh tươi thắm, mây trôi cùng bướm bay trong nắng. Dạ chào cô. Dạ chào ông. Dạ xin ông cho tôi miếng nước lã tôi khát nước quá. Dạ nước ở trong lu với tàn cây vú sữa đằng kia kìa. Xin lỗi, tôi đang cuốc đất, tay chân của tôi bề bối quá. Dạ hai nhà xin phép ông. Dạ thưa cô, chắc cô ở Sài Gòn. Dạ vâng, tôi ở bên Xuân Chiếu. Bữa nay tôi về đám kỳ côn bên ngoại, tôi ở Cái Bè. Dạ tiện đây, nếu có thể xin ông vui à lòng hái cho tôi vài chục trái cây, tôi sẽ đem về quê ngoại hôm nay để cúng kỳ con ông ấy bà. Không mấy khi được khách Sài Gòn xuống quần, tôi đây rất lấy làm hân hạnh. Nhưng mời cô hãy tạm ngồi chơi, tôi đãi cô vài tứ trái cây trong vườn. Cây ở vườn này cây nào cũng xum xê tươi tốt, còn cây vú sữa cánh rau thì bao giờ mới có trái. Dạ thưa cô, dạ chắc chắn là sang năm vào mùa này là có trái. Tôi sẽ chối từ nếu có ai đến hỏi mùa, bởi vú sữa đầu mùa chỉ dành để đãi cô. Nè, chỉ đãi có một mình tôi thật không? Dạ thật. Chắc chắn nha. Vâng, nhưng mà cô... cô có hứa tôi là năm tới cô sẽ ghé vào vườn tôi nữa không hả? Ông đừng có lo, tôi xin hứa chắc vì năm nào tôi cũng phải về ăn dỗ quê ngoại tôi kia mà. Dạ cảm ơn cô lắm. Có gì đâu cảm ơn. Tôi quên, thôi cô ngồi đây nha, tôi đi hái trái cây cho cô nhé. Mau mau anh nha. Tôi xin phép biếu cô để gọi là chúc quà sơ ngộ vậy mà. Tôi làm phiền ông nhiều quá. À thôi, Hà xin phép ông gì nhỉ? Dạ Minh. Dạ xin phép ông Minh tôi về và có lời đa tạ. Hà
Về gấp vậy sao? Ông Minh, ông không muốn tôi về à? Phải, tôi không muốn Hà đến đây rồi đi vội vàng như cánh bướm mang theo cả làng hương phân để cho giường cũ sờ rỡ theo anh nắng ban chiều. Hà ơi, gặp gỡ làm chi cho lòng bận thêm nhiều. Tôi như gà lái đò quê cợt, ngồi đợi người lữ khách dặm đường xa. Gió trở mùa lạnh buốt hạt sương xa, bên sông vắng nhạt nhòa ánh lửa. Sao ai tiếc chi một chút tình lưu khứ, chẳng cảm thông tâm sự kẻ mong chờ. Một khoảnh khắc của buổi đầu sơ ngô, sao cũng buồn lòng kẻ ở người đi. Hà, Hà ơi, tôi không biết tâm sự mình rồi sẽ gửi ai đây. Sao lần gặp gỡ không chờ không đợi. Tôi ngỡ tôi là chàng thú quyên của những ngày xa cũ, đang mơ màng người đẹp trong tâm. Chút hương thừa của một nàng tiên sẽ còn lại trong lòng mình vĩnh viễn. Hà ơi, nếu kiếp trước không có duyên tiền đình thì đâu có gặp nhau không tiếng hẹn hò. Hà, hãy nán lại đây chừng 5-10 phút nữa thôi. Ngồi im lặng dưới tàn cây vú xưa, để cho tôi đỡ thương, đỡ nhớ bóng dáng một người theo gió bụi mang đi. À, thôi, để chiều lòng anh, tôi sẽ ngồi dưới bóng cây biếu sữa này giấy lát rồi sẽ về. Hôm nay nắng ấm quá anh nhỉ? Nếu ngoài kia nắng ấm thì trong này cũng có kẻ lạnh lùng vì năm tháng cô đơn. Nghĩa là tôi là một con đò lỡ chuyên giữa hoàng hôn, một loài cỏ dại đang chờ sương đợi nắng. Ở đây trời đất nhiều sương khói, cây lá trầm ngắm đồng nắng chiều, gió cuốn mây đi sâu vạn nẻo, một mình ai chẳng thấy cô liêu. Nhưng tôi là một loài chim đang dang đôi cánh nhỏ, thì đừng mong chi cán lại gió phương trời. Rồi giận rồi hơn rồi chính đợi mười mong. Ví như một con đò khi đã sang sông, đưa lữ khách về phương trời xa lạ, thì sau khi dòng đời đôi ngã xin đừng hoài công nhớ tiếc cuộc tao cùng. Thôi xin phép Minh, tôi xin lên đường kéo trời sắp tối. Hà, Hà, Hà có thể cho tôi một lời hứa hẹn, dù 5-10 năm tôi vẫn đợi chờ để nghe tiếng hát năm xưa. Minh ơi, tôi chỉ sợ trong buổi ban đầu sơ ngộ, lời nói vô tình sẽ thành lời hò hẹn mai sau. Thôi thì để đáp lại chút lòng lưu luyến của ai, tôi xin hứa ngày này năm sau.
khách được chào minh, hãy ở lại đừng bấn lòng đưa tiền. Trong đêm lạnh xin ai đừng mơ tưởng, và gọi thầm ba tiếng cô nhân ơi. Thôi chào anh. Hà, Hà ơi, Hà còn bỏ quên chiếc khăn tay nè. Hà, anh Minh ơi, thuốc tới rồi, anh uống bây giờ chưa? Huệ, để đó đi, lát nữa rồi tôi uống. Có lẽ trời đã khuya lắm rồi. Huệ à? Dạ. Huệ về bên nhà đi, để sáng mai còn ra ruộng nữa. Vâng, anh cũng nằm nghỉ đi, chén thuốc em để trên bàn đó. Cặp mắt anh bữa nay không thấy bớt chút nào cả. Ráng ngủ, đừng thức khuya anh nhé. Huệ, Huệ đối với tôi chu đáo tận tình đến thế, nhưng đổi lại với em, tôi chỉ là kẻ vô tình. Minh ơi, em chỉ là một đóa hoa kém sắc không hương, không dám chờ đợi bướm ong lai vàng, nở giữa chốn bùn lầy nước đông, rồi héo tàn bên ruộng lúa nương dâu. Mãi đợi chờ nhưng nào thấy chi đâu, chỉ đón nhận những bé bàn cay đắng. Huệ, tội nghiệp Huệ quá, Huệ cực khổ với tôi nhiều lắm rồi. Nào thức khuya, nào lo lắng thuốc thang. Thôi Huệ, Huệ hãy về đi, về đi, kẻo nhuốm lạnh sương khuya khi lủi thủi bên cánh đồng hoang vắng. Nhưng chẳng biết đêm nay em có được bình yên bên gối mộng, hay lệ tương tư ràng rụa trắng cánh dài. Em biết từ lâu số phận của em rồi, làm chim tinh về mong lấp bằng biển hận, làm đổ quyên sầu khắc khoải gói tàn canh, bám díu vào một hy vọng mong manh, để đón nhận trăm ngàn cay đắng. Một loài hoa dại không hương không phân, thì quyến rũ làm sao một cánh bướm đa tình. Huệ, hãy về đi, đêm chốn lạnh sân vườn lá đã bắt đầu rơi. Dân, em về đây và anh hãy ngủ yên đi, đừng trằn trọc cũng đừng thao thức nữa, đừng khóc nữa sau đêm dài mộng mị, mà nhớ mà buồn khi lá rụng tàn cánh, giọt sương buồn ướt đẫm lối vào thôn. Em thui thủi một mình trên quãng vắng, sao đêm nay thấy đường về thăm thẳm, nghe đâu đây vang vang tiếng ai hò. Ai à? Phải em Huệ đó không? Anh này tài của ta, nghe tiếng chân bước cũng đoán được là ai rồi à. Ông trời ông cho người mù có hai cái lỗ tai thính lắm. Ví dụ như em đi thở nhẹ, anh có biết không? Biết liền, vì anh nghe mùi hương của em. Em thì khét nắng chết đi chứ có mùi hương gì đâu. Rồi, mái tóc của em có mùi dầu dừa chứ? Bộ có mình em sức dầu dừa thôi à. Nhưng mà dầu dừa của em có pha bông bưởi, đúng vậy không? Anh này có cái khứu giác đặc biệt ghê vậy đó. Em cứ nói đại là anh sáng hơi đi.
bài đặt nói chữ nó nghĩa chia cho nó dài dòng. À anh Minh nè, bây giờ em đố anh nha. Em qua đây làm chi? Dễ quá trời, dễ mà cũng đố. Nè, em qua đây là để khoe với anh thuốc của em mới sắc, và để biếu cho anh hút, phải vậy không? Cái anh này quá thật tài ghê, cặp mắt của anh không thấy đường, mà đôi tư chi anh cũng biết liền, em phục tài của anh ghê. Nè, có khó chi đâu mà huệ làm to chuyện, thuốc dậy em cầm cả gói trong tay, đi tới đâu nó cay nực nồng vậy đó. Đợi gì có tài mới nhận ra. Hay quá ta. Đây nè, bây giờ anh nhờ em dẫn anh ra vườn, dưới gốc vú sữa gần bờ ao. Vâng, để em dắt cho anh đi. Ngồi đây đi. Em à. Dạ. Em xem giùm anh nha. Coi có trái vú sữa nào chín cây không em hả? Chi vậy anh? Anh định biếu cho một người. Ai vậy? Em không biết đâu. Sao không biết? Người đó ở Sài Gòn phải không? Em đoán đúng quá. Trời ơi, anh thật khéo mơ mộng diễn dông à. Cô đó cổ hứa xuân với anh vậy thôi cho qua buổi. Cái đời này á, chứ bây giờ ai lại dư thì giờ đâu để nhớ tới một lời hứa hẹn với một kẻ qua đường. Thế mà sao trọn năm rồi anh vẫn không quên, dù chỉ một phút giây gặp gỡ. Vì không thể quên nên anh mới nhớ, anh mới dìm sâu giữa đôi mắt lệ qua những tình cảm bâng quơ của tuổi mộng ban đầu. Em đừng có nói gì nữa cho anh buồn thêm. À kìa, có tiếng xe ngừng, chắc Hà xuống tới. Em vào trong đi, để cho anh ra mở cổng. Dạ, để tôi ra mở cổng đi. Chà, đường xá không thấy rồi, đi đứng chậm chạp quá. Dạ, chào cô. Tôi đang... Tôi đây chứ có cô nào đâu. Ủa, nói gì? Có, nhưng mà ngồi ngoài xe kìa. À, may quá, sao không mời vô? Tôi mới cho người hái vú sữa xuống đây, toàn là chín cây không à. Vú sữa đầu mùa mà không. À Quế à, nấu nước pha trà mời khách uống đi em. Dạ thôi, tôi với ông chưa quen chưa biết nhau, thì đâu dám làm cho ông bận. Ồ kìa, ông nói sao? Năm ngoái có đến đây mà. Không, đây là lần đầu tiên tôi về thăm quê vợ. Tiện đường ghé vào đây mua một bơn trái cây. À, nói vậy ông đây là... Tôi là một kẻ không quen, vậy mơ trái cây này ông định bán bao nhiêu? Ông hỏi bán bao nhiêu? Dạ, xin cảm tiền ông bạn, vì mơ vú sữa này đây tôi không bán cho ông đâu. Ủa, tại sao vậy? Tại sao có kẻ mua mà ông từ chối? Ông trồng cây trái làm gì mà không bán không buôn? Ông ơi, nếu chuyện đời hai đội trắng tay đen,
thì có những sự thật cũng phủ phàng chúa chát. Có những lúc tôi cũng rất cần tiền cần bạc, nhưng cũng có lắm khi tôi xem khinh vật chất kim tiền. Thà ôm sầu trong bóng tối đêm đen hơn sang mắt thấy cảnh đời thay đổi. Bởi tôi không phải là kẻ trồng cây cho người ta ăn trái, tôi cũng không cần ai nhỏ chút lòng thương hại và xem tôi như một kẻ ăn. Suy tư nhỏ lệ trăng canh dài, để chờ đợi nhớ thương một ảo ảnh đến đổi chịu tận nguyện với đôi mắt mù đuôi. Về đi, tôi mời ông hãy về đi, về nói lại với người đàn bà kiêu hãnh ấy rằng ta tôi chết âm thầm trong bóng tôi để khỏi nhìn ai trên gấm lụa xuân vàng. Tôi hiểu được ít nhiều tâm sự của ông bạn rồi. Ông bạn đứng chờ tôi đi lát nhé. Anh Long, anh có gặp người chủ vườn không? Người ấy có nói gì với anh không? Hà, anh muốn em dám mặt người ấy để nói những gì muốn nói. Bởi anh tuy là chồng em nhưng là kẻ ngoài cuộc tình yêu. Anh Long. Không, anh rất chân thành khi nói lên hai tiếng tình yêu. Bởi những mối tình cao thượng luôn luôn đáng quý. Anh Long, anh có biết đâu chỉ có một lần đầu gặp gỡ, một lần thôi rồi vội vã chia tay. Thế mà nỗi khổ đau đã đến với một chàng trai ôm tuyệt vọng qua tháng ngày tưởng nhớ. Phải, anh là đàn ông, anh rất thông cảm với sự mơ mộng diễn giống của một người bạn cùng trang lứa. Hơn nữa người chủ vườn kia lại là một chàng trai si tình lãng mạn thì nỗi nhớ thương còn nặng mấy mươi lần. Dù biết rằng người mình yêu không nói tiếng yêu mình, nhưng ai cấm cản một tâm hồn mơ mộng, dù hy vọng kia là sương khói mong manh. Thôi thì em cũng nên có vài câu an ủi khuyên lớn để cho anh ấy tìm được một nguồn vui sống. Đừng để người ta ê chề tuyệt vọng mang nỗi hờn đau trong số kiếp ba đọa đày. Anh thật là người có một tấm lòng quảng đại, không ích kỷ nhỏ nhen như lòng dạ thế nhân. Hà, Hà ơi, chúng ta đã sống quay cuồng với xã hội phù hoa, mà trong đó vàng thao lẫn lộn. Anh thấy người ấy có một tâm hồn lãng mạn nhưng chân tình thành thật khi đáng thương. Đó là những gì còn sót lại ở thế gian làm rung động những con tim cằn côi. Đó là những giọt sương mai thấm lên đã sỏi cho nở bừng lên hoa lá ân tình. Anh cảm thấy mình thấp kém nhỏ nhoi, khó sánh được tấm tình cao cả. Thế mới hay trong vườn có nghi dại cũng vẫn còn buông vàng đóa hoa thơm. Khoan, anh Minh. Ai đó? Tôi. Trời ơi, tiếng quen quen. Đã đúng một năm qua, giờ nghe lại lòng tôi rung động qua. Đâu? Hà đâu? Trời, anh Minh, anh
đã mù rồi sao? Phải, tôi đã mất ánh sáng trong khi đang vét mương của cỏ. Lòng lâng lâng nghe nhạc gió lòng ngàn cây. Thế rồi một tiếng nổ ầm lên, khói tỏa cát bay. Đời tôi chịu cảnh đuôi mù bóng quán. Trời ơi, thảm khổ cho anh biết chừng nào. Đỉnh mãn mà cô. Còn ông gì đó đâu rồi? Thưa cô, thưa bà. Anh tôi đi ra xe trước rồi. Anh ấy sợ ở đây làm phiền anh. Có gì đâu mà phiền. Bà đừng giấu tôi nữa. Người ấy là mà thôi, bà hãy ra xe về đi, kẻo ông ấy trong. Chút nữa tôi đã quên rồi, chiếc khăn tay bà đánh rơi từ năm ngoái, tôi còn giữ nó để chờ ngài trả lại cho bà. Đây, bà cầm lấy. Chiếc khăn tay anh còn giữ nó đến ngày nay? Phải, tôi đã ôm ấp nó trong những đêm lạnh lùng trong trại bên một quả tim rướm lệ bởi mong chờ. Đây, tôi xin tặng cho ai mơ du sữa đầu mùa. Tôi là một gã chủ vườn bất hạnh, mang kiếp tật nguyền bóng quang tối tâm. Lời nói đầu môi của cô gái tâm xuân mà tôi lại ngỡ là những lời hẹn. Du sữa đầu mùa tôi không thể ban, muốn dành tặng cho ai dù thân đã đuối mồ. Sao thì anh cũng phải cầm lấy một số tiền. Anh cứ biếu cho tôi hoài, làm tôi ái ngại quá. Bán cho bà thì tôi biết giá cả bao nhiêu để bán. Vì có ai đem sự chờ mong mà đổi lấy nghe bà hát tiền. Chắc bà cũng chẳng nhớ làm chi một kẻ tật nguyền. Khi về nhà ngồi ăn vú sữa, nếu ai có khen với bà vị ngọt mùi ngon, thì bà hãy mỉm cười bảo rằng trong một chuyến về quê bà có gặp một chàng trai si tình lãng mạn. Số kiếp của tôi tuy mù lòa bóng quang, nhưng đã yêu ai thì yêu đến trọn đời. Thôi, bà hãy ra xe, kẻo ông ấy chờ. À, quên nữa, đây, chiếc khăn tay của bà, tôi xin bà hãy cầm lấy. Người ơi lưu luyến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời. Chúng mình đã lỡ câu chung thủy một buổi tao phụng lệ thắm môi. Đừng khóc nữa em ơi, cho đất trời thêm ủ dột, dù có thương nhau mai mốt cũng chia liền. Nhắc nhở làm chi câu má vừa dài kề, tuổi xuân xanh đã âm thầm đốn chạy, để lại bây giờ một vết tích già nua. Mắt em sầu vì lễ ướt bờ mi, môi anh khô bởi nắng gió sông. Thôi thế là đành tàn một giấc mơ, bởi chuyện ngàn xưa bây giờ là dĩ vãng. Tình đôi mươi tường đâu bền vững năm, ai có ngờ sóng gió ngập tràn gian. Quay mặt đi mà khóe mắt rưng rưng, trời xa lệ mắt tôi đổ lệ. Buổi mới gặp nhau đã lo thầm định số, thế mà bây giờ duyên nợ túng lìa ta. Tôi với em là hoa trôi bèo dạt, là đôi chim tản mát giữa sa mùa. Yêu chẳng ra yêu mà thù chẳng ra thù, thôi chẳng qua là duyên số. Cả nước mắt nào mà khóc chuyện ngàn sau. Nếu ngày nào mình có gặp nhau, hãy cúi mặt quay lưng đừng nhắc nhở. Tôi không sợ đời tôi tan vỡ, chỉ sợ tình dây mượn thôi dẹp đi lời chung thủy. Tôi xuôi tay mặc cho thuyền tôi sóng vỗ, nhiều phong ba đâu sợ lắm không cần. Oh yeah.
hết rồi tiếng ai tiếng ân, còn chi nữa mà tình mà nghĩa. Đời xuôi ngược ngăn chia hai lối rẽ, cuộc tao cùng hết mộng vẫn còn mơ. Trên bên sầu lao đách chơ vơ, gió lướt thước như buông lời nhắn nhủ. Người yêu ơi, đây là dòng tâm sự của một chàng trai đã nặng số ba đầu. Đàn chiều nay nghẹn nghẹn khúc ly lao, ai quan lắm một chuyện buồn cách. Tặng em mấy tiếng tơ đồng, dù chẳng vợ chồng cũng là nợ ba sinh. Dục gió buông cương lướt ải, xa xa ồ ạt tiếng quân reo. Cổ loa một thuở mù binh lừa, mưa trắng biên thùy lệ sao lên lung tung má trong xa xa lửa dậy cô loa thành. Mưa lạnh bay bay theo gió ngựa đăng trình, thành quả sau lưng mờ dần trong khói lửa, trong chiên còn giang đồng phía trời xa. Sông đầu gần từ duyên hải bao la, dòng về đây như những tiếng căm hồn. Bước gặp gần nương bóng sau đêm, từng giọt mưa tuôn theo đường lóng ngóng trắng. Con lặng lẽ lần đầu tiên chán chứa lệ anh.
quân dân trên eo cản đường cùng. Một trò đối giác cho lãnh phần thua thiệt, một cuộc ân tình con tuổi nó hờn duyên. Nó thần đã hết linh thiên, con nặng chữ tình nên phản nước phản cha. Máu hồng nhuộm đỏ Trường Sa, thành đô lửa dậy có thank you.
nàng mau hồi âm cho ông Trịnh. Thôi lui ra hết, để mình ta dưới gió lạnh đêm buồn. Gió cửa lá bay tơi bời hiu, lá chết lá khô lá xa cành lìa ngôi, âm thầm rơi chờ các buổi chung. Phẩm vật của gia đình do hai người thân nhân đưa vào, mời ai cơ ra nhận lãnh. Ai đã gửi cho tôi, cha tôi, em tôi hay ông hầu Di Lệ? Kìa em Kim Chi, chị ai cơ, em và ông lão này đem phẩm vật cho chị. Cha vẫn mạnh khỏe. Dạ thưa chị. Tại sao em khóc, sao vậy em? Chị ơi, sau khi tiếp được bức tuyệt thơ của chị thì thân phụ vội xem qua run rẩy toàn thân và ngã quỵ bên thôi vàng trình đỡ quan tôi à. Nếu
nên rồi thốn thang lui ra. Ai cô, hãy nhìn mặt tôi. Kìa, Duy Lễ, ông già là Duy Lễ. Thôi, ông hãy đi đi. Ai cô, tại sao em lạnh nhạt với người xưa đã lặng lối tìm em? Vì tôi với ông đã hết nợ hết duyên. Từ một tuổi trăng chìm qua ngừng. Tôi biết em xem tôi là thù nghịch. Em khinh tôi và gây tổn nói tên tôi. Tôi biết rằng ân ái cũ đã qua rồi, nhưng tôi cần nói với ái cơ vài câu nữa. Nói câu gì ông đã nói từ lâu, bằng thủ đoạn đưa tôi vào bóng tối. Tôi muốn nói những gì đã xấu tình ta vào ngang trái và dùi chôn ngân ai xuống quang. Quằn quại nhớ những đau khổ khi được tin nàng vào quá thành đông. Gió ngựa chiều nào không muốn bước khi nàng rẽ lối ngõ bông lau. Trong theo sầu hận nhân cao vì không nói được một câu chân tình. Qua gió thuận thì đâu có chuyện cay nghiến ly hận giữa tình trường. Lòng tôi yêu ái cô vẫn thiết tha nồng đượm, vậy mà phải bị người ta cắt ruột xé tim. Họ bắt tôi viết thơ trong nhà ngục để sinh mạng này được thoát cảnh đau. Tôi biết mình đã làm một việc sai, lương tâm đưa người yêu vào cung lạnh, nhưng mà tôi không thể làm sao hành động khác hơn là cắn răng nước lệ chia lìa. Thật chung tình anh như núi cả non cao, còn em bé nhỏ như một bèo cát cuồng. Sao em nói vậy ai cơ? Vì đêm ngà ngọc giờ đây thành dân đục. Sau một trận cuồng phong khuấy đồng nước Tây. Lời mặn nồng yêu đương năm cũ. Nghĩa là em cho rằng anh gây bão tố, nên em vẫn một lòng đoán dứt tình xưa, phải vậy không? Không, không phải gì đâu. Thế tại sao? Tại khi tên ai cứ đã bị vùi sâu vào. Quyết
tình thân gửi cho đêm tôi đã cách xa rồi bóng mơ thấy dương nên lòng giàu nhớ giàu cũng không đi vòng núi đường thơ ai cơ tại sao em cứ nói biệt ly và nức nở thốt lời yêu trách tôi sao vậy vì tôi muốn anh và tất cả cánh xa tôi một hương sắc đã thuộc về đêm tôi anh hãy đi đi ai cơ em thưa ông hầu ái cơ đã gục thiếp trong màn xin ông hầu cứ vào trong săn sóc để tôi ở đây gìn giữ quân canh xin cảm ơn liễu hoa họ đã tao phùng còn ta thì cô độc kìa trống đã điểm canh ba mà sao chị liễu hoa chưa ngủ vì chị chưa buồn ngủ liễu hoa ơi phải chăng từ đêm nay chị bắt đầu thay đổi khác nên mới cảm thấy gió đêm đông tràn ngập lạnh cô phòng như mang hết tuyết sương mà tuôn đổ vào lòng nên chỉ thấm thía nỗi buồn vô tận đang dài dò sâu xé kiếp cung nhân vì thế mà chỉ thấy bâng khuâng sầu muốn già nghe lòng sao xuyến nhớ quê tha thành giả thu chim muôn mà còn được thấy mười phương núi rừng không hiểu tại sao khi tai nghe trống canh ba độ chỉ cảm thấy lòng sáng mà tâm hồn sao xuyến đổi thay sương gió đêm nay không khác gì đêm trước và cảnh vật giờ này như cảnh vật canh hai vậy thì tại sao chỉ lại biến đổi tâm tư khác thường kỳ lạ khiến cho lòng em qua không đổi
em cùng hiểu tánh qua, chỉ nói một lời. Huống chi trước mặt ông Mai, trước bà con hai họ, đã hứa một lời thì đâu dễ đổi thay. À, hay là em sợ già như cây da rụng lá, hay là em thấy buồn khi nghe con em nó thở than. Qua đây làm rễ ba năm, đâu có xa mặt cách lòng mà em sợ năm dài hay tháng vắng. Nỗi gì của chồng thì công vợ phải lo bây giờ, chớ cưới vợ mà mắc nợ thì trả tới bao lâu. Cây da cội con em cũng già nua, cây cằn con én cũng rủ lông. Bao nhiêu lá rụng anh thương em bấy nhiêu, bao nhiêu lá rụng em thương anh càng nhiều. Chim xa rừng chim biết kiếm cội cây, em xa chàng em biết chứ cày ai. Bao nhiêu ngấn lệ em mong chàng mình thương nhau rồi mà lo lắng chuyện chi. Nhưng mà anh ơi, ba năm rồi cũng qua đi, sợ tới ngày đám cưới mà mình lo không trôi. Không phải tại hồng tình anh nên trong mơ giả bồn chồn, cây da còn mọc trước sân đình, chứ anh mồ côi cha mẹ phải một mình lo trước liệu sau. Nhà nghèo chỉ có đôi trâu, ruộng thì ruộng mướn đâu dư giả gì. Biết vậy cho nên mới hẹn ba năm sau làm đám cưới, chớ lòng anh em đã biết còn thử thách anh làm gì. Cũng tại vậy cho nên qua đâu có nôn nóng, chứ 36 tháng trời cũng lâu lắm, chớ có ít ỏi gì đâu. Em thấy đó, qua làm lụng cả ngày, chứ có phải làm biếng làm nhát gì ha. Hết cấy, hết cày thì tới trồng khoai tỉa sắn. Nhưng mà trời đất thất thường lúc mưa dầm khi nắng hạn, lo lắng chi tình mà cũng không tới đâu.
thôi thì còn có đôi trâu mà qua đã nuôi nắng chăm lo từ hồi còn là đôi ghé qua tình ban bớt một con đấy lòi cho đủ lễ ngày cưới làm sao cũng coi được kéo cha mẹ phải buồn lòng. Nhưng mà tội nghiệp tại đám cưới mình mà đôi trâu lẻ bàng chứ không lẽ để tụi nó có học chứ có bạn có bè mà mình chịu lẻ loi sao. Thôi thì khi thành vợ thành chồng rồi mình ráng làm sao cho dư chút đình chuốc về cho tụi nó đủ đời.